Hello, cả nhà. Trời ơi, bây giờ là 8 giờ mấy rồi. Nhưng mà em phải live stream cái giàn bầu của em cho cả nhà xem. Em làm cái giàn bầu có chút xíu hà mà bây giờ coi nè, nó tùm quá đi. Giàn bầu của em phải live stream lại cái giàn bầu này đó, tươi tốt không cả nhà. Vàng bầu với mướp, một dây bầu và hai dây mướp, mà bây giờ nó nè, nó tùm quá luôn nè cả nhà. Nhà thấy không, mướp mình bữa giờ ăn được ba trái rồi, bây giờ nó đang ra nè. Đây, nó mới ra được có vài trái nữa thôi thì á hả, cũng ăn được lai rai rồi, vậy cũng vui rồi. Và đây nè, bây giờ em chui xuống, em chui xuống dưới. Ha ha, đây là bầu đợt 2, hôm bữa trời mưa lớn quá thành ra là những cái trái bầu mà em chấm xong á nó thúi quắc hết trơn à, nó nhiều nhiều lắm, nó ra nhiều lắm nè, nó giống gì nè, nó thúi hết đó. Còn những trái này là nó đậu. Hôm bữa em hái được mấy trái rồi, bây giờ nó ra đợt 2. Dạ chị Chi đó, bây giờ em sẽ hái bầu vô để ngày mai em đem lên em cho tiếp, chứ em ăn gì hết, nó nhiều quá em ăn không có hết đó. Đây là ba trái này là chút nữa là em phải hái rồi, tại vì để nó lâu quá thì nó sẽ già, nó còn nằm ở trên đây nữa nè cả nhà, hai trái nữa nè, đây đó, nó còn nằm ở trên đây nữa, thấy chưa, bầu bây giờ ăn không hết luôn. Mướp bây giờ nó cũng đi đang ra nữa, nó đang ra được 4-5 trái đó. Bầu nó mau dễ sợ, bây giờ mà mình không ăn là nó già liền. Bây giờ nó còn cái lông lông nè, đó, non ngon đó, bởi vì non cái mình không cần phải phải gọt vỏ luôn, mình vô mình rửa thôi, mình quăng vô nồi là mình có món bầu luộc chấm chao, ngon không? Làm bầu ngâm hả? Chị không biết làm đây ơi. Anh Lê ơi, Trúc ơi, đó, đã chưa? Ngày nào em cũng đi ra đây hết, em ngắm tới giờ ngắm luôn. Bây giờ còn nhiều lắm, bây giờ nó ra nhiều, mà mấy cái bông ở trên cao em không có chấm được, nó muốn đậu thì đậu, nó không đậu thì thôi. Còn mấy cái bông ở dưới thì phải chấm, buổi chiều nó mới nở, nó nở buổi chiều không à? Bầu ngâm sao? Chị không biết chút ơi. Chị có biết món bầu luộc với bầu nấu canh tôm thôi. Đây nè, bây giờ mấy cái trái này hôm bữa không có chấm á, thành ra nó héo, nó nhỏ, nó quẹo 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 đó. Còn bây giờ trái này sẽ bị ong chích đó. Đây, dán màn bí mật ra nữa nè. Wow. Đó, nó còn nằm ở trên nữa, nó còn nằm trên vàng nữa. Và đây, trái bầu đầu tiên em để luôn, em để giống trái bầu đầu tiên à, trái bầu này để giống nha, nó dài gần bằng em luôn rồi đâu á, này nó dài cầu cả thước á cả nhà. À, đang 8 giờ mấy tối rồi Thủy ơi, đúng rồi em phải chấm á chị nè, cái trái này em mới chấm nè, tại vì bây giờ nó mới nở thôi, đâu có con ong nào đâu mà nó làm việc đâu, em toàn phải thụ phấn không à. Đó, mấy trái này nè nó bị thúi quắc luôn rồi nè, nhiều lắm, bây giờ nó ra nhiều quá em ăn không có hết. Đây đây nữa nè, nó heo có thúi nè,
nó thúi nè. Đó, đó cái vàng bầu của chị đó Thủy. Chị trồng chơi, mà nó ra bây giờ nó tùm quá xa, nó leo qua nhà hàng xóm luôn rồi đó. À, dưa gang chưa chín ship về Việt Nam. Trời ơi, giờ mà về được Việt Nam là chắc bà con quý dữ lắm ha. Đó, bây giờ em phải đi tưới cây. Đó, vàng mướp vàng bầu của em coi nè, coi nó tươi nó tốt ghê chưa. Bây giờ mà nó leo qua nhà hàng xóm là em phải bẻ đầu nó lại. Đó, em không dám cho nó qua nhà hàng xóm. Thôi em làm cái vàng mà giống như ông già rụng răng vậy cả nhà. Cái sức của mình đâu có mạnh đâu mà mình làm được cái vàng cho nó chắc chắn. Em thấy mấy cô mấy chú mấy bác trong vườn làm cái vàng nhìn đẹp quá. Em về em bắt trước. Em lấy mấy cái cây mà ở nhà trước em nó ngã đó, em róc ra. Em lấy mấy cái cây mà nó có cái nhánh chĩa gì, em dựng nó xuống. Ui, nụ mướp sao tỏi hả? Mới nghe luôn á. Đó, vui không cả nhà? Vàng bầu của em đó, lần đầu tiên trong đời em trồng bầu, em làm nông dân đó. Nhớ chị quá rồi. Chị cũng nhớ em quá rồi, mà không biết sao làm gì về được đây. Ok. À, Nhàn, cái đọt mướp phải không? Đọt bầu ăn được không? Nè, bầu quá trời luôn nè. Tôi toàn ngắt ngọn tôi dục không à. Bây giờ đọt bầu có ăn được không? Tôi ngắt, tôi đem vô tôi xào luôn. Ngon không nhà? Đó, bây giờ nhiều quá, ăn không có hết. Thì bây giờ đi ra tưới cây, xong rồi đi vô cắt bầu. Để sáng ngày mai đi làm sớm đem lên cho mấy bạn ở trên tiệm. Còn chứ mình ăn đâu có hết, để nó già. Chồng có một dây bầu ăn thấy bà nội luôn. Hai nhà mình ha, nhà mình có nhiều cái câu cây dao hay lắm nè. Đây, gió đưa cái cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Phương ơi, gửi về Việt Nam nè, lấy đi. Nhức nách luôn hả? Ok, bầu luộc hoặc xào tỏi, ok. Nhức nách luôn là chút nữa tôi vô tôi bẻ ngọn bầu. Gió đưa cây cải về trời này nha. Đó, cải xà lách đó, nó ra bông nè. Cả nhà thấy bông xà lách chưa? Bông của cây cải xà lách đấy. Đó, để ra bông để mình lấy giống á, mình lấy giống rồi mai mốt mình trồng tiếp. Bữa trồng được đám xà lách, ăn xong rồi còn để dành được mấy cây cho nó ra bông. Xong rồi lấy cái hộp của nó để mai mốt mình trồng tiếp. Còn cái này là trồng rau muống đang mì gối thôi. Còn cái này là rau răm nha. Ồ, rau răm nó ngon hết sức luôn nha. Hôm qua làm gỏi đó, bứt hết một mớ rồi. Bây giờ đi ra đằng kia tưới mấy cái cây bông mới trước. Hello dì Mai. Mấy đứa nhỏ bà ngoại ra chơi với bà ngoại trong nhà. Mình mới đi làm về, mình ăn miếng cơm thôi, mà bây giờ mình phải đi ra đây. Giới thiệu với cả nhà cái này hay lắm. À, một câu cây dao nữa nè. Còn thương rau đắng mọc sau hè. Rau đắng nha, trời ơi, bẻ vô quất mì gói cũng ngon nữa nha. Hết sảy con chị Bảy ơi. Đó, cây này mới là đặc biệt nè. Bà con biết cây gì không? Đây là cây đông trùng hạ thảo đó. Cái lá này nha, bứt vô vậy nè, rửa, nấu nước sôi bỏ vô uống như trà. Thơm, mùi xăm dữ lắm, ngon dữ lắm, bây giờ quý dữ lắm luôn. Bây giờ mình trồng dưới đất này để mai mốt nó ra cây con á là mình đem mình tặng. Đó, đông trùng hạ thảo nghe cả nhà. Cây này nè, đông trùng hạ thảo đó.
tốt dữ lắm nha. Bây giờ mình bỏ nó xuống dưới đất rồi, bây giờ nó tốt như này nè. Bây giờ mình chờ nó ra mấy cái cây con đó, bứng ra cho đó, quý lắm á. Chị Tư khỏe ha. Chị Dung ơi, muốn kêu chị nha. Mẹ em khỏe, bị Covid không có về được, nhớ Việt Nam lắm rồi nhưng mà không có về được. Đó. Ôi cái giường của em nè, đó. Ngày của em mà ngày nghỉ của em là em đi lần quần với nó thôi. Hi Winston. Say hi với con. Yeah. Hi. Hi baby. Đi vô con mũi đó. Đi vô đi má. Má về tưới cây xong rồi má vô. Đóng cửa lại. Mũi không à. Đi vô. Đi vô con, đóng cửa lại con. Bây giờ tối rồi mũi không à. Nó ra đây mũi chích nó. Mình nhiều chuyện chút xíu rồi mình đi tưới hơn trước. Rồi đây là cái ớt. Ớt ra được mấy trái. Chưa ăn. Đó. Mồng tơi, rau đai rồi đó ha. Trồng mấy thứ một chút cho vui thôi. Đằng này cái ớt nè. Ớt này á, là ớt chỉ thiên. Đó. Giống này á, bữa hổm mình nhân ra mình cho bạn mà sao mình cho lộn. Rồi bây giờ nó ra nè. Bữa hổm mình cho bạn mấy cái bôi ớt chỉ thiên mà nó bị ra lộn. Nó ra lộn mấy cái giống ớt khác. Thôi thì có ớt nào cho ớt đó thôi chứ sao vậy. Bực hà rồi nó lên nè, tốt dễ sợ không. Con này là húng lũi nè. Đó. Con này là cây tắc của mình nè. Năm rồi nó cho trái, cái nó bị một cái đợt tuyết bữa đó. Tưởng nó ngủm củ tỏi rồi. Xong rồi mình cứu nó. Giờ nó sống lại nhưng mà nó chưa có trái. Mình đang mong nó có trái đây. Hấp bôi. Hấp bôi là gì Thủy? Giờ mình đi ra trước mình tưới mấy cây. Này là cây mai Mỹ nè nha. Đó, một lùm mai Mỹ luôn. Tới mình Tết nó ra bông vàng đẹp dữ lắm. Bây giờ gần 9 giờ tối rồi đó mà trời còn sáng trưng à.